thị trường sắp tới sẽ có một cái nhịp bull trap cực nặng và đối với anh chị em mình đang cầm cổ phiếu thì video ngày hôm nay tuyệt đối không được bỏ qua. Và lời nói đầu tiên em gửi một lời chào cũng như là một lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị mình đang xem video ngày hôm nay. Ngày hôm nay em quay trở lại cùng với cả nhà, cũng như chúng ta sẽ ngồi lại và đánh giá chung về tình hình của thị trường. Khi buổi sáng thị trường có những cái pha kéo lên, tăng khoảng 3 4 điểm, nhưng mà bắt đầu vào buổi chiều trong ATC, thị trường có những cái lực bán trào ra và khiến giảm khoảng 7 điểm. Và với những cái động thái này thì anh chị em cần phải tập trung những cái vấn đề gì. Tất cả sẽ được bật mí nha. Và rồi trước khi đi vào cái phần nội dung chính, anh chị dần khoảng 3 giây. 3 giây thôi ạ. À, để làm gì? Ủng hộ một cái nút like, đăng ký kênh và chia sẻ. Vì khi thị trường chung của chúng ta có những cái lúc bỉ cực nhất, những cái lúc xấu nhất, em vẫn làm những cái video chia sẻ, động viên, bơm oxy si cho quý anh chị em. Cho đến tới thời điểm hiện tại, khi thị trường đã tăng hơn 50 điểm từ những cái vùng mà trong khoảng tháng 6 thì ngày hôm nay em sẽ làm cho anh chị những cái chuỗi video nhận diện những dấu hiệu bất thường của thị trường và em cũng chia sẻ luôn là chúng ta cùng nhau đi nhận diện những dấu hiệu bất thường một thị trường nếu có nhiều dấu hiệu bất thường đó là cái thị trường rủi ro chứ em không có nhu cầu là ơ à, lên đây ông chim lợn thị trường sập làm gì cả và em vẫn đang cầm cổ phiếu ha rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua về một vài cái thông tin sơ bộ của thị trường Ngày hôm nay thị trường của chúng ta giảm 7 điểm, đóng cửa vào mốc 1285 với thanh khoản cũng ở những cái mức là trung bình 751 triệu cổ phiếu. Nếu mà trừ cái giá trị thỏa thuận á, thì ngày hôm nay khoảng 678 triệu cổ phiếu. Và anh chị thấy á, ngày hôm nay thì những cái mã cổ phiếu đỏ bị bán, nó có một cái chiều hướng là nó tăng mạnh lên. Đặc biệt là những cổ phiếu như là Debaco, rồi VSC, rồi vod, rồi những cái cổ phiếu penny hay là những cổ phiếu chứng khoán đều có những cái pha bị bán đúng không ạ? Còn bên chiều hướng tăng thì chỉ có một vài cổ phiếu nó kéo. Ví dụ như là Hà Đô nè, rồi TCH nè, rồi Nam Tự Liêm trong những cái giai đoạn về chạy nước rút. Một vài cổ phiếu thép ngày hôm nay buổi sáng có những cái pha dòng tiền vào rất là ok. Ví dụ như là Hoa Sen có lúc tăng hơn 3%, nhưng mà ATC thì tăng khoảng 0.4 hay là Nam Kim cũng tương tự. Đây là một trong những cái dấu hiệu anh chị em cần phải lưu ý ha, thị trường nó xuất hiện những cái lực bán nhất định rồi. Về cái số liệu của nước ngoài, ngày hôm nay họ bán khoảng 1.000 tỷ, uh, trong đó là FPT, MWG, Vietcombank, uh, Techcombank và một vài mã cổ phiếu khác còn số liệu của tự doanh thì ngày hôm qua tự doanh họ mua khoảng 264 tỷ thì đây chỉ là một trong những cái vấn đề anh chị mình tham khảo thôi nhưng mà cái quan trọng nhất cái mà anh chị cần phải tập trung cốt lõi cho em đó là cái quy luật về cung cầu đây là một trong những cái quy tắc về bất di bất dịch trên mọi thị trường ngay cả anh chị mình đi chợ cũng như vậy nó phải tuân theo cái quy luật về cung cầu nếu như cái nguồn cung nó ít mà cái nhu cầu nó nhiều giá nó sẽ tăng anh chỉ có nhớ cái giai đoạn covid 2019 đó mà anh chỉ biết một cái hộp khẩu trang á, có những cái lúc định điểm là 700 nghìn một hộp vì sao? Vì cái nhu cầu nó rất là nhiều nhưng mà cái nguồn cung của nó rất là ít. Và trong giai đoạn hiện tại anh chị sẽ thấy những cái vấn đề gì? Thứ nhất, anh chị thấy là thị trường của chúng ta sau khi trải qua những cái nhịp ép bán ở những cái vùng biên dưới nè. Đấy, thì thị trường bắt đầu phục hồi lên lại những cái vùng biên trên. Và đây là một trong những cái vùng kháng cự mà trước đó thị trường chưa vượt qua được. Và ngày hôm nay thị trường có những cái tín hiệu đảo chiều, một trong những cái phản ứng phản ứng về cái kháng cự tâm lý thì thị trường có một cái phiên bị bán nếu như mà nói một góc độ là công tâm thì quan điểm của em nha thị trường tăng 50 điểm tới thời điểm hiện tại này đó đó khoảng 58 điểm thì nó xuất hiện một cái phiên bị bán khoảng 7 điểm nó không phải là những cái vấn đề bất thường đó em chia sẻ với chị mình rõ ràng thị trường tăng hơn 50 điểm thì ngày hôm nay bị bán nó không phải là những cái vấn đề bất thường tuy nhiên cái vấn đề bất thường nó nằm ở đâu là sau khi ngày hôm nay thị trường của chúng ta kéo lên đó mới chính là những cái điểm anh chị cần phải lưu tâm về thanh khoản của thị trường nó đang có những dấu hiệu là quanh những cái mức là trung bình Uh, trung bình 15 phiên, 676 triệu cổ phiếu. Và khi thị trường ở những cái vùng phía dưới này, nó ép nhà đầu tư cắt lỗ bán ở những cái vùng này rất nhiều. Và khi anh chị mình bán ở trong những cái vùng này, anh chị thấy thị trường nó tăng trong nghi ngờ. Và em nghĩ rằng là ngày hôm nay, thậm chí là ngày hôm qua sẽ có một bộ phận anh chị em mình đứng ngoài, mình không chịu nổi được với thị trường, mình quay trở lại mình tham gia thì dính ngay những cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn của thị trường lưu ý em dùng từ lại là điều chỉnh ngắn hạn của thị trường chứ em không cho rằng là à, hiện tại bây giờ thị trường đạt đỉnh hay là thị trường đau trend nha anh chị cần phải chú ý những cái luận điểm đó và một vài cổ phiếu nếu ngày hôm nay anh chị mình phô mô mua đuổi anh chị gặp những cái rủi ro gì ví dụ như là Voss anh chị nhìn ngày hôm nay nè <laughs> giảm 3% đúng mà có những lúc nó kéo lên những cái vùng mà 22 hay là những cái cổ phiếu như là hoa sen nếu anh chị mình hưng phấn anh chị mình mua đuổi trên những cái vùng giá cao này thì anh chị lỗ bao nhiêu ạ ba năm phần hay là những cổ phiếu như là nam kim cũng như vậy gặp những cái lực cung cổ phiếu xuất hiện những cái pha bị bán đặc biệt là những cổ phiếu như là CSV đúng không mà đấy khi mà nó tăng khoảng năm sáu phiên trần liên tục nó phải có những cái thông tin đính chính gọi là những cái thông tin vậy giải thích đấy một trong những cái một trong những cái công văn mới thì mới vừa 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 được những cái đồng nghiệp họ chia sẻ là doanh nghiệp CSV họ phải giải thích với sở dịch chứng khoán là tại sao trong giai đoạn vừa qua mà giá cổ phiếu nó tăng mạnh như vậy sau khi ra những cái công văn đó thì anh chị thấy cổ phiếu có lúc nó đạp nó đạp bao nhiêu phần trăm mà nó đạp gần về sàn nữa mà nhưng mà sau đó cổ phiếu được kéo ngược lên trở lại tăng 0.8% thì quan điểm của em luôn đây là giai đoạn phân phối của cổ phiếu CSV nha. Quan điểm của em, đây là những giai đoạn phân phối nên là anh chị mình cần phải tỉnh táo một tí. Có những giai đoạn chúng ta mua rất là tự tin, mua rất là an toàn, nhưng có những giai đoạn anh chị cần phải cảnh giác vì chỉ cần 5 phút anh chị mình không xử lý kịp, cổ phiếu nó từ tham chiếu nó chuyển sang sàn là bình thường. Và em không phải lên đây em chim lợn thị trường làm gì cả, và em phân tích cho anh chị những dấu hiệu trước khi nó xảy ra chứ không phải là đợi nó sẽ ra rồi thì em mới đi phân tích và đây là cái điểm phân phối nha đây là một trong những cái điểm phân phối của cổ phiếu CSV gọi là những cái điểm BSI Đó. nếu như anh chị mình đánh whipsaw anh chị sẽ biết đây là một trong những cái tín hiệu về đảo chiều đúng không ạ BSI một trong những cái tín hiệu phân phối đầu tiên và anh chị sẽ đặt câu hỏi cho em là em ơi sau cái điểm này cổ phiếu nó có chết hay không quan điểm em cổ phiếu nó sẽ chưa chết và thường nó sẽ kéo lên thêm một nhịp nữa gọi là buy in climax gọi là những cái điểm gì cao trào mua những cái điểm cao trào mua này thì đây nó mới chết và rất nhiều nhà tư họ chết khi nào khi mà dính vào cái đỉnh số 2 khi một cái cổ phiếu tăng quá nóng anh chị mình mới mới có một cái sự để ý nhưng mà những cái lúc này anh chị mình không để ý đúng không mà thì thường á nhà tư họ không chết ở những cái đỉnh một đâu mà nhà tư họ chết nhiều nhất ở khi nào ở cái đỉnh số 2 và trong quá khứ nó có không em nó có lấy anh chị ví dụ FPT nha anh chị mình biết những cái nhịp trước đó cái cổ phiếu này nó có những cái pha bị bán tháo gọi là những cái quả gì ạ? À? BSI đúng không? Bị bán tháo đầu tiên trong cái quá trình lên. Nhưng mà sau những cái pha bị bán tháo này với khối lượng to thì cổ phiếu tiếp tục kéo lên một đoạn nữa thì đây gọi là những cái quả buy in climax. Và cổ phiếu FPT hiện tại nó là một trong những công chim báo bạo là gì? Là cổ phiếu đang có vấn đề bất thường, dao động lỏng khối lượng to và volume nó lớn hình dung một cái vấn đề giúp em mà mà dao động lỏng khối lượng to volume lớn thì khả năng rất cao tổ chức họ đang thoát hàng ở trong những cái vùng này trong quá khứ nó có không em có khi mà đi ngang nè dao động rất là lỏng nó không có những cái vùng siết biên và cái volume của nó bắt đầu cao hơn những cái mức trung bình liên tục anh chị thấy mà nó cứ đạp rồi nó kéo nó cứ đạp rồi nó kéo thì sau đó cổ phiếu nó sẽ rơi và khi cổ phiếu nó rơi nó gắn liền với giờ gắn liền với lại thị trường chung điều chỉnh đấy thì khi em phân tích cho anh chị đến cái thời điểm hiện tại là nó chưa xảy ra nhưng anh chị cần phải cảnh giác giúp em nha đây chính là những giai đoạn phân phối của cổ phiếu không phải là à, bây giờ cổ phiếu nó còn ngon đâu nếu mà cái cổ phiếu ngon anh chị mua những cái điểm nổ này anh chị mà sẽ thắng nhưng tại sao từ những điểm nào này cổ phiếu nó không lên mà nó quay đầu giảm ngược trở lại hay là những cổ phiếu như là VOD? tại vì sao vậy anh chị em vì ở những cái vùng này tổ chức họ không có thâu gom cổ phiếu nữa mà họ thâu gom ở đâu ở những cái vùng phía dưới này đây chính là những cái vùng họ gom rất nhiều còn trên đây, họ không có nhu cầu họ thâu gom mà càng lên cao họ sẽ càng bán cổ phiếu ra đó là lý do tại sao cổ phiếu nó giao đồng lỏng và khối lượng của nó rất là to đây uh, lấy cho anh chị một vài cái ví dụ đi mọi người thấy không cái giai đoạn của con nó, nó loanh quanh loan đây nè tại sau những cái pha bị bán nó sẽ kéo tiếp một nhịp và đây gọi là những cái nhịp gì buy in climax những cái nhịp cao trào sau khi nó cao trào thì nhà tôi họ chết nhiều nhất khi nào khi ở những cái vùng đỉnh số 2, số 3. tức là anh chị mình dùng những cổ phiếu như là CSV nó là cái kim chỉ nam của thị trường nếu ngày mai ngày mốt nó kéo lên tiếp mà sau đó anh chị thấy là một cái phiên bị bán sàn khối lượng rất to 2 triệu rưỡi, 3 triệu cổ phiếu. Đó chính là những dấu hiệu thị trường chung của chúng ta sẽ có những nhịp buôn tráp. Và anh chị mình ngẫm lại nè, những cái giai đoạn ở đây em không bán cổ phiếu đúng không Những giai đoạn này em cũng không bán cổ phiếu. Nhưng, nhưng sau khi thị trường bắt đầu tăng trong nghi ngờ này thì nó lên cao trên những cái khúc này nó sẽ có một cái phiên nó sẽ có một cái nhịp là gì up bô nhờ tư là anh chị nghĩ nó hồi nhưng nó sẽ không hồi và nó đạp nó đạp cái cú này nó mới đâu nè nó là bây giờ em sẽ lên cho anh chị cái sự chuẩn bị là chúng ta vừa thủ vừa tấn công đừng có tấn công hoài trong rằng anh chị sẽ biết là em lên em nói là anh chị mình cứ giữ cổ phiếu an tâm cho em đúng mà nhưng mà trên những cái vùng này khác em không có khuyến nghị anh chị mình fomo trong những cái vùng này cả thậm chí sáng ngày hôm nay khi thị trường nó kéo lên hưng phấn em có cập nhật trong room cộng đồng của em là gì 10 giờ 50 là lúc mà thị trường nó còn tăng nha anh chị em lưu ý nè nhịp phục hồi vừa qua của thị trường có rất nhiều những cái cổ phiếu tăng mạnh nên cái áp lực thị trường là thị trường luôn luôn có đừng có bị cuốn theo thị trường quá nhiều thị trường này nên đợi làm cái vòng mới anh chị em nào đang cầm tiền thì thôi em khuyên thật lòng đứng ngoài đi vì sao vì cổ phiếu nó đã lên 15 20% như vậy rồi mà anh chị em mình bay vào là không ngon đoạn này phù hợp cho ai thứ nhất anh chị em mình có hàng sẵn thứ hai anh chị em kẹp hàng cũ uh, kẹp hàng cũ cổ phiếu hồi phục lên anh chị mình xử lý thì sáng ngày hôm nay phân tích cho anh chị rất kỹ trước khi cổ phiếu nó giảm đúng mà chứ không phải là bây giờ cổ phiếu nó giảm thì ông mới lên ông đi phân tích và ngày ngày hôm nay em cũng cơ cấu rất nhiều những cái cổ phiếu cổ phiếu nào mà em thấy nó yếu và cũng như là nó có khả năng nó rũ như là đạm phú mỹ nè mình cơ cấu ra 5 kim nè, mình cơ cấu ra, FPT này Đấy, nó có khả năng nó rủ thì em sẽ cơ cấu để làm gì? Để thị trường nó có chỉnh nó sẽ xuất hiện cho anh chị những cái cơ hội. Và những cơ hội đó chính là những cái giai đoạn anh chị mình đi vốn lại với thị trường. Được không ạ? À? Em sẽ lấy cho anh chị những giai đoạn thị trường chung chỉnh này, mà rất nhiều những cái siêu cổ phiếu đi lên. Đây nè, 24/4 thị trường chỉnh. Anh chị nhớ lúc đó em dùng cổ phiếu gì làm kim chị nam không? FPT. Em dùng FPT là kim chỉ nam và em báo mua cái điểm này nè. Và cho đó em chốt ở những cái vùng 147, 148. Đó báo khách hàng mình chốt hơn 20 phần trăm ở những cái vùng trước khi chia cổ tức đúng mà do cổ phiếu gì nữa cổ phiếu đạm Phú Mỹ đạm Cà Mau chứ em nhầm đạm Cà Mau thị trường trung chỉnh là mua từ những cái điểm này đó rồi giai đoạn gần nhất nè ngày 1 tháng 7 này đúng mà 28 tháng 6 1 tháng 7 này thị trường của chúng ta có những cái pha đau trên một nhìn một trong những cái pha chỉnh thì anh chị thấy những cái cổ phiếu như là đạm Cà Mau nó liên tục nó vượt đỉnh đúng không mà rồi những cái cổ phiếu gì nữa như là CSV nó thị trường chung chỉnh thì sẽ lầu ra rất nhiều những cái mã cổ phiếu cho anh chị và anh chị nhớ trong xuống ngấp trên tất cả nhịp điều chỉnh nó là cái chất xúc tác cho một cái quá trình tạo sống diễn ra nhanh hơn nên là cái việc ngày hôm nay em cơ cấu cổ phiếu á để là mình chuẩn bị mình đi chợ một cái vòng mới thôi chứ em không có quan điểm là à bây giờ thị trường nó sập và thị trường nó tạo đỉnh và theo uh, góc độ quan điểm của em thị trường ngày nó chưa sập đâu nó sẽ kéo tiếp và anh chị mình phô mô trong những cái phiên sắp tới ấy, thì đó mới chính là những cái lúc thị trường nó có những cái cú gì những cái cú bùn tráp, thì anh chị cần phải cẩn trọng còn nếu bây giờ anh chị mình đang cầm tiền không biết mua mã cổ phiếu nào thì anh chị mình nên là gì nên quan sát đứng ngoài đừng có vội vàng với thị trường vì ngày hôm nay rất nhiều những cái cổ phiếu bị cục đầu ví dụ như là bfc này gvr đó anh chị thấy không ạ à? những cổ phiếu anh chị mua nổ này tại giai đoạn này em rất hạn chế trong vấn đề là mua nổ luôn vì mua nổ mà thị trường đi ngang rất dễ bị quay đầu anh chị thấy không gvr ngày hôm qua tăng bốn phần trăm ngày hôm nay giảm hai trăm sáu phần trăm ngày mai là, là lấp luôn cái gap nên anh chị đừng có mua trong giai đoạn này rồi cổ phiếu ddv cũng như vậy anh chị mua nổ hầu như anh chị mình không kiếm được tiền. Rồi anh chị thấy cổ phiếu lát không? Đấy nó cũng bị có những cái pha cục đầu. Ngày hôm nay DTD cũng như vậy nè. Sáng ngày hôm nay có một anh khách hàng hỏi em là Em ơi, DTD anh mua ATO mua gia tăng được không? Anh nói gì? Không. Những cổ phiếu sau nền em sẽ không khuyến nghị anh chị mua. Cái vùng mình mua là bao nhiêu? 1,28. Còn trên đây em không báo anh chị mua thêm DTD làm gì cả. Vì sao? Vì em thấy nó không đủ an toàn. Đó, đó là góc độ và quan điểm cá nhân quen về thị trường. mặc dù ngày hôm nay có rất nhiều những cái cổ phiếu nó riêng lẻ, những cái cổ phiếu nó chạy, nhưng mà đánh giá là nó không phải là những cái gọi là những cái cổ phiếu thật sự nó kéo thị trường vượt qua được cái nhịp những những, những cái nhịp lớn ở đâu. Và đây vẫn là một trong những cái mốc kháng cự mà tôi nói là cái lượng cung nhà tư vẫn còn kẹp tương đối khá là nhiều. Và em thấy thị trường nó có một vài yếu tố bất ngờ, đó là VOD là ngày hôm nay nó không tăng mà bị rụt đầu. Anh chị thấy cái xung lực của nó bắt đầu nó yếu yếu lại này. Rồi FPT cũng như vậy là ngày hôm nay nó không tăng mà nó bị giảm từ buổi sáng luôn rồi những cái cổ phiếu như là CSV nè kéo sàn đạp kéo đạp sàn rồi kéo ngược lên trở lại đây chính là những cái dấu hiệu phân phối hay là những cái cổ phiếu như là hoa sen nè xuất phát từ những cái vùng không kịp cung thì nó thôi thị trường này nó phải có những cái cú điều chỉnh nên là giai đoạn ngày hôm nay á sáng ngày hôm nay hành động của mình là lúc nó tăng lên mình cũng báo cơ cấu ra. chứ em không có bán hết cổ phiếu nha mình vẫn giữ những cái cổ phiếu nào mà nó có những cái vị thế tốt hoặc là những cái cổ phiếu mà chưa được những cái vùng giá bán chứ mình không có bán hết cổ phiếu ở trong những cái vùng này nó là em vẫn còn cầm tiền à, vẫn còn cầm cổ phiếu và một phần mình cầm tiền và mình chờ những nhịp rung lắc của thị trường nó sẽ sinh ra cho anh chị những cái cơ hội mới đấy đó là quan điểm của em về thị trường à, và một vài cái cổ phiếu ngày hôm nay tiếp tục có những cái pha nước rút như là nam từ liêm nè rồi tch dbg có lúc nó kéo tăng hai phần trăm đúng không những cái cổ phiếu này buổi chiều nó muốn kéo nhưng mà thị trường nó giảm nhưng mà quan điểm em ngày mai nó sẽ tiếp tục phục hồi để mà đi lên nên anh chị mình có những cái cổ phiếu này thì ok anh chị mình cứ giữ bình thường ha rồi và nếu anh chị mình đang cầm tiền và anh chị không biết mua cổ phiếu nào và cũng như là anh chị muốn đánh một cái nhịp mới cùng em thì anh chị mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại bên dưới chín 575 chín để mà chúng ta đồng hành cùng nhau. Còn nếu anh chị mình đang bị kẹp cổ phiếu thì những cái nhịp kéo lên chính là những cơ hội để anh chị mình xử lý, anh chị mình hạ ra. Đó, và quan điểm của em phân tích rất là kỹ càng cho anh chị em. Và em cũng nói luôn là em không có nhu cầu lên đây em chim lợn thị trường sập làm gì cả. Mình vẫn đang cầm cổ phiếu. Ok mà Rồi và em sẽ canh những cái nhịp thị trường nó phô mô cho này nè. Chính là những giai đoạn chúng ta gì? Chúng ta sẽ thu quân dần. Những cái lúc phía dưới chúng ta không bán. Những cái lúc phía dưới này chúng, chúng ta không bán. Nhưng khi mà thị trường lên đây nè. Những cái tín hiệu về rủi ro em nghĩ là sẽ có những cái thông tin nó hợp thức hóa trong đoạn đó thôi thì thị trường sẽ xuất hiện những cái cú điều chỉnh tương đối khá là sâu. Thì cái đó chúng ta phải đợi có cái tâm lý nhà đầu tư tại thời điểm đó của uh, thị trường nó diễn biến như thế nào thì chúng ta mới cân đo đong đếm được. Ngoài ra những cổ phiếu anh chị thấy như là HH nè. Uh, đang trong lỏng khối lượng to đúng không? Thì hầu như anh chị mua trên những cái vùng này mua nổ là anh chị mình không có ăn muốn nổi trên những cái vùng này không ăn nó phải đi ngang trong một khoảng thời gian đấy thì nhìn chung về thị trường nó vẫn ở trend thôi nhưng mà cơ hội của nó sẽ khó và anh chị mình đánh đắm thì nó cũng phải kén vào phân bộ bốn sao cho nó phù hợp đừng có all in một điểm rất rủi ro nha rồi và cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem cái video ngắn ngày hôm nay hy vọng rằng những cái video này những cái chia sẻ này sẽ cung cấp cho anh chị những cái góc nhìn đa chiều về thị trường và nếu anh chị mình thấy hay nhớ ủng um hộ một cái nút like đăng ký kênh và chia sẻ vì những cái tương tác của anh chị sẽ là những cái động lực cung cấp cho anh chị em sẽ làm những cái video cung cấp anh chị những cái kiến thức cực kỳ chuyên sâu mà không phải ai cũng bực mỹ ngoài ra em có một cái room cộng đồng chia sẻ và cập nhật anh chị ví dụ những giai đoạn nào anh chị mình fomo em nói thôi dừng lại đi anh chị em đừng có fomo nữa thì em sẽ cập nhật trong đó anh chị bằng tham gia bằng cách quét mã qr code bên góc trái hoặc là anh chị bấm bên dưới bình luận để mà mọi người tham gia ha rồi cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại anh chị trong những cái video kế tiếp kỳ vọng ngày mai thị trường sẽ tiếp tục phục hồi để anh chị mình ra được cái vùng giá tốt hơn xin chào hẹn gặp lại